lúc này đám hề trung lập đã đem tin giữ tới báo cho thằng trùng duki biết duki than thở lần này quả nhiên đã tổn thất nặng nề mất quá nhiều binh lực hắn cảm thấy đã tính toán sai và coi thường các ma vương Lắp lây đứng ra nhận lỗi nhưng cũng phê bình thằng clayman quá yếu thế là phút man cay cú đấm hắn ta một cái nên biết rằng thằng phút man này rất quý bạn bè của mình thế là cả hai định trao đổi chiêu thức kazalim liền phải lên tiếng can ngăn nếu các bạn không nhớ thì mình nhắc lại nàng elf này chính là tên chúa quỷ kazalim đã chết và hồi sinh thành họ cũng thu được thông tin rằng căn cứ của Clayman đã bị thất thủ chỉ trong một đêm. Toàn bộ vốn liếng và quân lực mà họ dành dụng đều để ở đó cả. Điều đáng sợ là Tempest chỉ cử đến đó một vài thuộc hạ của Rimuru mà thôi. Yuki quyết định họ sẽ trở lại chiến lược phát triển từ từ lúc đầu, nhưng cũng sẽ thổi một ngọn gió để trả đũa con Slim đáng ghét kia. Tại thánh đô Lubelius, Hinata đang suy nghĩ về những gì mình trải qua. Cô nàng đã đào sâu điều tra và phát hiện ra chân tướng của nhà thờ mà mình đang cống hiến. Thật ra giáo hoàng Lubelius lại là một con ma cà rồng có tên Louis và là anh trai song sinh của ma vương Valentin. Hinata với kiếm thuật điều luyện của mình đã đánh bại cả hai gã này, nhưng ngay lúc tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc thì ma vương Valentin chân chính xuất hiện. Nàng ta hồi sinh hai gã kia và chữa thương cho cả Hinata. Valentin cho Hinata một tuần để chuẩn bị. Nếu chiến thắng tâm phúc của nàng ta thì Valentin sẽ nghiêm túc đấu với Hinata một trận. Kết quả là Hinata đã thua thảm bại. Tin vui là Lubelius cấm vampire hút máu con người họ chỉ được phép uống một chút máu để duy trì sinh khí. Sứ này cũng vì có sự bảo trợ của vampire tối thượng mà có được sự bình đẳng tuyệt đối và sự yên bình lâu dài. Hinata quyết định sẽ tiếp tục cống hiến hết sức mình để bảo vệ Lubelius cũng như nhà thờ nơi đây. Lubelius báo tin rằng em trai Roy của ông ta đã bị sát hại tối qua, mặc dù chỉ là thế thân của Valentine nhưng tên này cũng có bản lĩnh của một ma vương. Như vậy theo như phán đoán của Hinata, thằng hề mà nàng ta đã gặp lúc đó phải có năng lực lớn hơn cả ma vương. Qua lời của Lubelius, Hinata cũng biết được Rimuru đã thoát chết trong lần đụng độ đó, nhưng điều này cũng đem lại một vài lợi thế cho họ. Vì đại chiến với thiên sứ sắp nổ ra, việc một quốc gia kỳ lạ xuất hiện tại rừng đại ngàn Jura sẽ khiến các quốc gia phương tây đoàn kết với nhau hơn. Đêm đến, ma vương Valentin đã trở về từ hội nghị Wanpergis. Hinata và Lubelius cũng được biết tin về sự hồi sinh của bão phong long Velora và sự ra đời của Tân ma vương Rimuru. Hai thế lực này lại liên minh với nhau, khiến Valentin quá là đau đầu. Hinata ngỏ ý muốn đi tiêu diệt Verora thì lập tức bị Valentine mắng cho một trận, vì Verora hoàn toàn không phải là thứ mà cô nàng có thể động vào được. Vương quốc Fanmute bên này đang họp bàn về yêu cầu của Tempest, nhà vua quyết định sẽ chọn phương án đền bù tổn thất chiến tranh với số tiền là 10.000 tinh kim, tương đương với 10 triệu đồng vàng. Đám quý tộc lập tức lên tiếng phản đối và bắt đầu đổ lỗi cho nhà vua, nhưng trước sức mạnh của bạo phong long Verora, họ cũng đã không còn con đường nào. Đúng lúc cả hội nghị đi vào bế tắc thì tin tình báo liên tục ập đến. Vương quốc láng giềng Blue Moon công khai ủng hộ Tempest. Rimuru chính thức trở thành tân ma vương, ma vương Clayman đã bị Rimuru tiêu diệt, hiện chỉ còn 8 ma vương hình thành lên tổ chức được gọi là Octagram. Và thế là đế quốc vĩ đại Fanmood đã ký hiệp định ngừng chiến với liên bang Jura Tempest, chính thức công nhận Tempest là một quốc gia toàn vẹn. Cảnh báo spoiler tập sau. Suna và Soei cũng đã trở về từ lâu đài của Clayman, vừa gặp Rimuru, Suna đã lao vào ôm ấp. Phía sau họ là đám xương khô đang há mùng cảm thán trước cảnh tượng nơi này, Soa giới thiệu gã này chính là Tử Linh Vương Adamin và đám đồ đệ của hắn ta. Nhìn đám xương khô này đang bị bốc hơi bởi ánh mặt trời, thì Rimuru liền ra lệnh đưa chúng vào hang động phong ấn. Nếu không chỉ vài phút nữa đám này sẽ thật sự tới thiên đường. Kiếm sư Haruku thì ở lại lâu đài để kiểm tra chiến lợi phẩm và điều hành đám quân lính đã đầu hàng tại đó. Benimaru cũng đã trở về từ chiến trường và bắt đầu báo cáo tình hình hậu chiến sự với Rimuru. Những người dân tị nạn của thú quốc đang được di chuyển tới Jura và thành lập những ngôi làng tị nạn tàn quân của Clayman đã bị bắt làm tù binh và đưa vào hàng ngũ nhân công xây dựng do Gerudo điều hành. Diablo sau khi ký được hiệp định đình chiến thì cũng quay lại để báo cáo, còn mang theo cả một dương 1.500 đồng tinh kim, đồng thời báo cáo mọi thứ vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Tiên vương Esmaris đã nhường ngôi và sẽ rất nhanh, bạo loạn sẽ xảy ra do tân vương sẽ không tuân thủ hiệp định ngừng chiến mà đổ mọi tội lỗi lên đầu tiên vương. Đó cũng chính là lúc Diablo đưa con cờ Yum vào cuộc chiến này. Lúc này Rimuru chỉ còn e ngại đám thánh quốc phương Tây, đám này có giáo lý tuyệt đối không chơi bời với ma vật nên sẽ rất khó để tiếp cận và tránh thủ địch vì vậy trước tiên họ cần duy trì một thái độ vừa phải với bọn họ gabiru vài ngày sau cũng mang theo người dân thú quốc tị nạn và tù binh về rimuru liền khen gabiru một câu nhưng con thần lần này lại đột nhiên khiêm tốn không dám nhận vì hắn mới bị tên long nhân kia đấm cho một trận nhớ đời sau đó gabiru đem ra bức thư mà milim gửi thì ra nàng ta muốn rimuru lần sau huấn luyện giúp nàng ta mấy cô đầu bếp để nấu ăn cho ngon lành hơn qua lời của gabiru đất nước của Milim hoàn toàn không có khái niệm nào về nấu ăn cả, người dân khi ăn đồ ăn họ đều trưng ra một vẻ mặt vô hồn lạnh lẽo. Quả nhiên Milim quá khổ sở rồi, thế là Rimuru quyết định lần tới sẽ giúp người dân xứ đó lấy lại cảm hứng ăn uống từ những món ngon của mình. Thành phố này ngày càng trở lên đông đúc hơn, mọi người khắp nơi đều tò mò tới thăm nơi này từ sau sự kiện Rimuru chính thức trở thành ma vương. Chờ khi đám đàn em từ khắp nơi đã quy tụ về, Rimuru mới quyết định công bố mình đã chính thức trở thành ma vương, dù có hơi muộn nhưng không ngờ mọi người đều tỏ ra rất hạnh phúc sau đó họ nhìn lên bản đồ và tính toán lại lãnh thổ cai trị của rimuru bao gồm toàn bộ rừng nguyên sinh jura và phía bên kia sông amel đáng tiếc đám cư dân bên kia sông hoàn toàn không có động tĩnh tới quy thuận rimuru đối với rimuru điều này cũng không sao chỉ có là vấn đề này nếu đi tiếp đón tất cả các đoàn cư dân thì thật sự cũng rất mệt mỏi thế là rimuru quyết định sẽ tổ chức một lễ hội mọi người dân trong xứ này đều có thể tham gia và cậu ta sẽ xuất hiện trước toàn bộ công chúng để ra mắt như vậy vừa tiết kiệm thời gian lại trang trọng thông qua kế hoạch lễ hội Rimuru lại quay lại công việc cũ, cố gắng hoàn thành tương tất để chơi lễ cho sướng, lúc này Suna lên tiếng, có vẻ như có một kẻ đã đứng đằng sau thao túng mọi sự kiện. Đúng lúc Rimuru bị thánh kiếm Hinata tấn công thì ở Tempest cũng bị tập kích, điều này quá là trùng hợp, dường như Clayman cũng chỉ là một con cờ trong chuyện này. Lúc này Raphael liền nhắc nhở, việc ba kẻ trên đều do một người thao túng có vẻ chưa được logic, như vậy rất có thể là có nhiều hơn một kẻ đang đứng sau những việc này. Có vẻ như Hinata đang bị thao túng nhưng địa vị của Hinata trong giáo hội rất cao, người điều động được Hinata về cơ bản sẽ là rất ít. Có lẽ Hinata thù địch với Rimuru cũng bởi vì nàng ta tưởng rằng Rimuru liên quan trực tiếp đến cái chết của Shizue. Bên này, Hinata bắt đầu cuộc hội nghị giữa hai cánh quân chủ lực của giáo hoàng. Hôm nay, họ sẽ bàn luận chủ yếu về vấn đề bạo phong long Verora phục sinh. Video kết thúc ở đây. Các bạn nhớ subscribe kênh để xem video mới nhất nhé.